Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lưu Diệc Phi công khai khóa môi bạn trai giữa chốn đông người, cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi biết danh tính. Sau khi được lan truyền rộng rãi trên khắp cõi mạng, phân cảnh ngọt ngào giữa Lưu Diệc Phi với nam thần lớn hơn nhanh chóng gây sốt và khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Nối tiếp thành công của bộ phim Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, thần tiên Tệ Tệ đã bắt tay vào ghi hình cho câu chuyện hoa hồng. Theo đó, cảnh hôn giữa Lưu Diệc Phi và Mỹ Nam Bành Quán Anh trong phim vừa được paparazzi đất nước thị dân chia sẻ, làm netizen không khỏi xuất xoa. Cặp sao được khen diễn như không diễn, thậm chí còn vướng nghi vấn phim giả tình thật vì đóng cảnh tình cảm quá đạt. Như thông tin ban đầu đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng đưa ra, Lưu Diệc Phi vào vai Hoàng Diệc Mai và nên duyên với dàn nam thần đẹp hơn hoa xứ Trung, bao gồm Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân và Bành Quán Anh. Đây là những người đàn ông bước qua cuộc đời cô, họ yêu nhau sâu đậm nhưng lại chia tay vì nhiều lý do. Về sau, Diệc Mai một mình nuôi con trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân, cô gặp và nên duyên với Phụ Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa, người đàn ông định mệnh của đời mình. Mặc dù yêu nhau tha thiết, nhưng cả hai lại có duyên không nợ, anh chàng này không may mắn, mắc bệnh và cuộc sống không kéo dài được lâu. Vì công tác bảo mật của bộ phim được thực hiện rất tốt, cho nên có rất ít hình ảnh ở phim trường được leak ra bên ngoài. Tuy nhiên, những kẻ săn ảnh đỉnh cao của xứ Trung vẫn chụp được cảnh khóa môi giữa Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh. Được biết, trong câu chuyện Hoa Hồng, Bành Quán Anh vào vai Tràng Quốc Đống, mối tình đầu của nữ chính Hoàng Diệc Mai. Ở cảnh quay được lan truyền, cả hai ăn mặc giản dị, ôm hôn đối phương cực kỳ tình tứ khiến dân tình đỏ mặt khi xem. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội ngay khi được lan truyền rộng rãi. Trong đó, Bành Quán Anh và Lưu Diệc Phi được khen hết lời vì phản ứng hóa học cực tốt. Thậm chí, sau khi so sánh, nhiều người cho rằng Bành Quán Anh là mỹ nam đẹp đối nhất với Lưu Diệc Phi, vượt mặt cả Hoắc Kiến Hoa và Lâm Kiên Tân. Theo mô tả nhân vật, Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh sẽ đứng ai nấy đi trong câu chuyện Hoa Hồng. Chính vì thế, khán giả kỳ vọng hai diễn viên sẽ có dịp đóng cặp trong một dự án phim ảnh khác để lại được nhìn thấy cặp đôi tình tứ bên nhau một lần nữa. Một điều thú vị là Trang Sohu đưa tin, khán giả bắt gặp đoàn làm phim Câu Chuyện Hoa Hồng đang quay ngoại cảnh. Trong đó buổi sáng Lưu Diệc Phi có cảnh hôn say đắm với bạn diễn Bành Quán Anh tại sân bay, đến chiều lại tiếp tục hôn Hoắc Kiến Hoa. Cũng có nguồn tin này cho biết, nội dung phim khiến khán giả thắc mắc vì sự xuất hiện của nhiều nhân vật nam có tình cảm với nữ chính, nên họ khó biết ai mới là nam chính thực sự của phim. Theo nguyên tác, Lưu Diệc Phi vào vai Hoàng Diệc Mai, từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, biết cưỡi ngựa, quay phim, học kiếm đạo, làm việc giám định nghệ thuật, là nữ thần mà mọi người đều thấy thu hút. Tuy nhiên, nữ chính thường xuyên có tình cảm với đàn ông đã có vợ hoặc có người yêu. Năm 16 tuổi, cô khiến một người đàn ông 30 tuổi u mê đến mức bỏ vợ con. Dù sau đó, cô bỏ người này ra nước ngoài, ông ta vẫn không quên được Hoàng Mai Khôi. Năm 17 tuổi, cô nàng cũng phải lòng một người đàn ông đã có vị hôn thê. Khi đi du học tại Mỹ, Mai Khôi kết hôn với một người đàn ông hiền lành, thật thà. Đến năm 30 tuổi về nước, cô khiến hai anh em, ông Trùm Kim Cương mê mệt. Thậm chí đến năm 40 tuổi, Hoàng Mai Khôi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, khiến vị hôn phu của con gái phải kinh ngạc. Sohu đánh giá nội dung của nguyên tác gây tranh cãi khiến nữ chính trở thành mẫu phụ nữ vạn người mê, ai cũng phải quỳ gối cho cô. Tuy nhiên, đoàn phim Câu Chuyện Hoa Hồng đã cắt bớt và thay đổi một số chi tiết gây tranh luận, đổi tên nữ chính thành Hoàng Diệc Mai. Cụ thể, sau khi đi làm, Hoàng Diệc Mai từng yêu đối tác là Tràng Quốc Đống, Bành Quán Anh diễn, nhưng anh vì sự nghiệp nên rời xa cô. Nữ chính chọn kết hôn với tiền bối Phương Hiệp Văn, Lâm Canh Tân đóng và có với nhau một con gái. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân lại khiến tình cảm của họ cạn dần và lựa chọn đường ai nấy đi. Sau này, Hoàng Diệc Mai có tình cảm với Phụ Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa đóng, người đàn ông yêu cô, hiểu cô, nhưng anh lại mắc bệnh nặng, chỉ sống được vài tháng. Ngoài ba diễn viên nói trên, phim còn có sự góp mặt của Đồng Đại Vi, vai Hoàng Chiến Hoa, một anh trai luôn yêu thương em gái hết mực. Bên cạnh đó, năm diễn viên 9X lầm nhất cũng có phân cảnh thân mật với Lưu Diệc Phi. Dẫu vậy, theo Sohu, bộ phim tập hợp dàn nam thần hùng hậu về quanh thần tiên Tệ Tệ, khiến khán giả cảm thấy nội dung tình cảm trong phim khá rắc rối. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.